Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. ATM khẩu trang miễn phí phục vụ người dân ở Hải Dương. Nhu cầu lao động thời vụ cho ngày Tết ở Đà Lạt tăng cao. Đặc sắc lễ đón Tết năm của người dân tộc Sao. Thưa quý vị và các bạn, trước phản ánh một số nơi áp dụng cách ly y tế không phù hợp, mới đây Thủ tướng ra chỉ đạo yêu cầu các địa phương khoanh vùng cách ly, phong tỏa ở vi phạm gọn nhất, không gây cản trở. Quan điểm được người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh là bảo đảm khoanh vùng cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, hạn chế các hoạt động bất lợi đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương có biện pháp cụ thể tạo thuận lợi cho nhân dân tiêu thụ hàng hóa, nông sản, nhất là tại vùng có dịch, vùng bị phong tỏa. Riêng với người đến từ vùng dịch COVID-19, Thủ tướng lưu ý các tỉnh áp dụng biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Mặc dù dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch và Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, nhưng vẫn có những người chưa tuân thủ việc này. Tại Hà Nội, đoàn công tác liên ngành đã tổ chức ra quân xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang trong thời điểm cả thành phố đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch. Tại khu vực bến xe Mỹ Đình những ngày gần Tết, đội cảnh sát giao thông trật tự quận Nam Từ Liêm đã thường xuyên tổ chức ra quân tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Bên cạnh việc phát khẩu trang cho người vi phạm và nhắc nhở mọi người thực hiện phòng chống dịch, lực lượng chức năng đã buộc phải xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Tuyên truyền và nhắc nhở tất cả những trường hợp đi trên đường phải đeo khẩu trang và có xử lý và những trường hợp không đeo khẩu trang thì có mang về cho trung tâm y tế của quận và trung tâm y tế của phường để tuyên truyền và nhắc nhở, trong đó có xử phạt những trường hợp cương quyết mà không đeo khẩu trang thì trong đó lực lượng của trung tâm phối hợp với các xử lý. Từ ngày 3 tháng 2 đến nay, lực lượng công an các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường ra quân xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang. Hầu hết các trường hợp đều bị xử phạt rất nặng theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ. Theo đó, không đeo khẩu trang nơi công cộng bị áp dụng mức xử phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Hiện nhiều địa phương trên cả nước đã yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang khi tham gia giao thông và nơi công cộng. Công tác tuyên truyền đã được thực hiện cả năm nay nên sẽ nghiêm khắc xử phạt hành chính. Để giúp cho người dân chung tay phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 3 tháng 2, thành phố Hải Dương đã lắp đặt cây ATM khẩu trang kháng khuẩn đặt tại vườn hoa Tết Tân Sửu, phường Thanh Bình. Cây ATM này phục vụ tự động, người dân có thể lấy bất kỳ lúc nào và hoàn toàn miễn phí. Với cây ATM khẩu trang miễn phí này, mỗi người dân chỉ được lấy một lần với 3 chiếc khẩu trang diệt khuẩn. Mỗi người khi lấy khẩu trang phải đứng cách xa nhau 2 mét. Mỗi ngày, cây ATM này sẽ cung cấp tự động cho người dân 5.000 đến 6.000 khẩu trang diệt khuẩn miễn phí. Hệ thống cây ATM này sẽ sử dụng công nghệ 4.0 nhận diện khuôn mặt. Khi mà bà con đứng trước mặt máy của cái ATM khẩu trang, đứng trước mặt camera, thì cây sẽ tự động nhả ra mỗi một túi khẩu trang như này, thì bao gồm là 3 chiếc khẩu trang y tế. Em ạ. Những ngày giáp Tết, những khu vực như vườn hoa, trung tâm thương mại, nơi buôn bán hàng Tết là nơi tập trung đông người. Vì vậy, thành phố Hải Dương đã chọn những địa điểm này để đặt cây ATM khẩu trang miễn phí phục vụ người dân, đảm bảo an toàn phòng dịch và lưu thông hàng hóa. Trung tâm đã có ý kiến và đã phối hợp với đơn vị doanh nghiệp đặt cây ATM khẩu trang miễn phí ở đây để khi mà du khách đến có tham quan và chụp ảnh check-in tại vườn hoa mà có nhỡ thì cũng có cái khẩu trang. Cây ATM khẩu trang miễn phí là một trong những giải pháp thiết thực của chính quyền và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Dương. Người dân tuân thủ triệt đề việc đeo khẩu trang, đảm bảo an toàn phòng dịch và đáp ứng nhu cầu mua bán dịp Tết cuối năm. Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra mới đây, Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng yêu cầu các quận, huyện, phường, xã tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để sớm khống chế dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, tuyệt đối không kỳ thị người mắc COVID-19 mà phải chia sẻ hỗ trợ để người cách ly yên tâm, hợp tác tốt hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng nhấn mạnh, vai trò tự giác của người dân rất quan trọng trong việc khoanh vùng dập dịch, bởi chu kỳ lây nhiễm hiện nay rất nhanh và ngắn. Vì vậy, việc thực hiện phong tỏa vừa phải đảm bảo an toàn, vừa tập trung nhỏ nhất để đảm bảo đời sống cho người dân. Đặc biệt, không được để bà con trong khu cách ly thiếu thốn, thiếu sự quan tâm của chính quyền, và không được kỳ thị để người cách ly yên tâm hợp tác tốt hơn trong công tác phòng chống dịch. Báo cáo tại cuộc họp, Sở Y tế đã thông tin về một trường hợp dương tính mới là F1, vợ của bệnh nhân 1866. Tuy nhiên, bệnh nhân này đã được cách ly và thời gian ở ngoài xét nghiệm âm tính nên có thể tạm thời yên tâm. Liên quan đến 6 ca nghi mắc COVID ở Điện Biên, trong đó có 2 ca liên quan đến Hà Nội, Sở Y tế đã thông báo cho quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy để sẵn sàng truy vết ngay khi cần thiết. Khẳng định Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch bệnh, song ban chỉ đạo vẫn cảnh báo nguy cơ lây nhiễm ngoài cộng đồng vẫn cao. Vì vậy, cần các giải pháp quyết liệt, đặc biệt không được để lây nhiễm trong các nhà máy, khu công nghiệp. Các bến xe nhà ga phải tăng cường thêm nhân lực, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở hành khách chấp hành các nguyên tắc chống dịch. Đây là đợt cao điểm trong công tác phòng chống dịch, phục vụ hành khách về quê ăn Tết, nên tất cả không được lơ là chủ quan, giám sát chặt chẽ thân nhiệt. Nếu hành khách có nhiệt độ cao, phải có giải pháp ngay, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại buổi kiểm tra công tác vận tải và phòng chống dịch Tết Tân Sửu 2021 tại bến xe ga Hà Nội. Tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải từ xe khách đến xe buýt tại bến xe Giáp Bát, đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác niêm yết thông tin, hướng dẫn phòng dịch, khu cách ly tạm thời, kiểm tra các vật tư thiết bị phòng dịch, bến xe chuẩn bị để phục vụ khách hàng. Bộ trưởng cho rằng công tác kiểm dịch tại bến xe còn rất thủ công, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất các giải pháp phù hợp để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Báo cáo tình hình vận tải đường sắt dịp Tết, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, lượng hành khách di chuyển bằng tàu hỏa giảm mạnh, sản lượng hành khách trên những chuyến tàu sức chở 500 hành khách giờ đây chỉ khoảng 30%. Hiện tại, trong 200.000 vé bán ra đã có khoảng 50% hành khách đề nghị hoàn trả vé. Sau buổi kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá, công tác phòng chống dịch bệnh tại bến xe, nhà ga tại Hà Nội được thực hiện tương đối tốt, đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị phòng dịch. 100% hành khách đã thực hiện đeo khẩu trang đúng quy định, phòng cách ly cũng đã được chuẩn bị cho hành khách có biểu hiện nhiễm dịch. Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị chăm lo tốt điều kiện làm việc, chế độ lương thưởng Tết cho người lao động, đặc biệt phải chú ý đảm bảo sức khỏe và chế độ chính sách cho những người làm việc tăng ca, tăng thời gian trong những ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, năm mới Tân Sửu đã tới gần với những làng nghề truyền thống như làng Lá Song, thôn Tràng Cát, xã Thanh An, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Thì thời gian càng gần Tết, không khí lao động của bà con lại càng hối hả tất bật vì Tết Nguyên đán là một trong những vụ mùa quan trọng nhất của người dân nơi đây. Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 30 km, làng Lá Song, Tràng Cát, Thanh Oai, Hà Nội bước vào mùa thu hoạch chính. Người người ra vườn, nhà nhà cắt lá dong phục vụ cho Tết Nguyên đán. Đây được coi là nơi trồng lá dong nhiều nhất khu vực Bắc Bộ với diện tích toàn xã để trồng lá dong khoảng hơn 25 hecta. Lá dong ở đây được ưa chuộng bởi có màu xanh mướt, lá dai, bản to và đều. Dùng lá này gói bánh sẽ cho ra bánh xanh tươi và mang mùi thơm rất riêng so với các vùng khác. Thời điểm sát Tết, lá dong tại thôn Tràng Cát được bán với giá từ 100 đến 140 ngàn đồng cho 100 lá. Mỗi sào lá dong sẽ cho thu nhập từ 15 tới 20 triệu, cao hơn mọi năm. Năm nay còn ghi nhận một lượng lớn hơn đặt hàng để chuyển đi nước ngoài. Điều này giúp cải thiện đời sống của người dân nơi đây. Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng thị trường hoa cây cảnh phục vụ Tết tại tỉnh Ninh Bình vẫn khá trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến tiểu thương thấp thỏm, âu lo. Chợ Hoa Xuân tại thành phố Ninh Bình là chợ hoa lớn nhất tỉnh. Mỗi năm có hàng trăm tiểu thương tại địa phương và các tỉnh lân cận đến buôn bán, phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Những ngày này nhiều tiểu thương vẫn đang thấp thỏm lo lắng do nhu cầu mua sắm của người dân ít hơn mọi năm. Mọi năm gia đình tôi buôn bán ở chợ Xuân này, năm nay có dịch Covid đâm là gia đình tôi bán hàng kém hẳn. Từ hôm qua đến giờ có mấy trăm cây quất vẫn còn nguyên si, không có người mua. Mà hôm nay quất về chúng tôi vẫn phải nhập vào. Còn đây là chợ Hoa Xuân của thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Chợ Xuân được tổ chức từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2. Các tiểu thương cho biết khi mới khai mạc, khách đến ngắm hoa và mua sắm rất đông. Nhưng từ khi có thông tin dịch Covid-19 bùng phát, số lượng người xem và mua cũng giảm đi vì tâm lý lo ngại dịch bệnh.
Cái sức mua của dân năm nay thứ nhất là về nền kinh tế là rất nhiều bị sa sút, đồng tiền lương của công nhân cũng đều là không có giảm sút, công nhân nghỉ việc nhiều, cho nên cái mà chạy chợ mà bán chợ và bán hoa và tất cả mọi cái đều tiêu thụ rất là kém, mà kém không những là kém nhiều mà còn kém lắm đấy ạ. Nắm bắt tâm lý lo ngại dịch bệnh của khách hàng, nhiều hộ kinh doanh hoa cây cảnh đã bắt đầu chuyển sang bán hàng online, đăng bán trên các diễn đàn, trang mạng xã hội hoặc livestream để khách hàng có thể trực tiếp lựa chọn cây cảnh ưng ý. Do không mất nhiều chi phí thuê cửa hàng và nhân viên nên giá bán trên mạng thường thấp hơn so với giá ngoài thị trường, giúp người tiêu dùng có thể tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Một mùa xuân mới đang đến gần, người dân cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng hy vọng trong năm mới, đất nước sớm vượt qua đại dịch và khôi phục nền kinh tế để người dân yên tâm kinh doanh sản xuất. Đã trở thành một nét văn hóa đẹp của người Việt, mỗi độ Tết đến xuân về, bên cạnh thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, trong mỗi gia đình không thể thiếu một bình hoa tươi, một cành đào thắm hay một cây quất trang hoàng nhà cửa để sắc xuân thêm thắm, đón tài sức lộc. Đứng giữa không gian rực rỡ sắc màu, đắm mình vào không khí nhộn nhịp tại vườn đào của gia đình anh Dương Văn Hiến ở thành phố Hưng Yên, mỗi người đều cảm nhận được hơi thở mùa xuân. Là người có kinh nghiệm hơn 10 năm trồng đào, loài hoa đặc trưng của miền Bắc trong dịp Tết, hiện hơn 1.000 gốc đào của gia đình anh được tạo dáng phát triển đều và đẹp. Để có cây đào có đủ bộ tứ quý như hoa, nụ, lộc và quả biểu tượng cho sự ấm no của mỗi gia đình, tán đào tròn, các nhánh đều, người trồng đào phải kỳ công chăm sóc. Để làm được cây đào đẹp, chúng tôi cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức. Cái người làm vườn ấy cũng phải yêu cây và chăm sóc được nó, chăm bón cho cây, nó phải khỏe. Thì sau này cái bông hoa nó to, nó sẽ đẹp được bông hoa và nó thắm bông hoa. Cái ý nghĩa của việc trồng đào này, ngoài cái đem việc lại kinh tế cho gia đình, thì nó còn mang lại cái ý nghĩa cho cái mùa xuân mới, thêm tô điểm, thêm cái bức tranh của mùa xuân, làm cho con người ta là trẻ và vui vẻ hạnh phúc, đón cái mùa xuân ấm áp trong cái dịp Tết đến và xuân về. Sắc vàng rực rỡ trên những cánh đồng trồng quất tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu được nhiều người chơi cây cảnh biết đến. Quất nơi đây đều có mẫu mã đẹp. Hiện nay toàn xã trồng khoảng 300 hecta quất. Quất Bình Minh đa dạng về chủng loại, từ những cây quất nhỏ để bàn, quất bonsai, quất chum tới những cây quất lùm to, quất thế độc đáo. Giá quất cũng vô cùng đa dạng, cây nhỏ chỉ vài trăm nghìn đồng cho đến những cây uốn thế cầu kỳ, giá tăng lên vài triệu đồng, thậm chí vài chục triệu đồng, nhưng đều rất thu hút khách hàng. Năm nào tôi đi chọn cho mình những cây quất, cái ý nghĩa của nó là xanh khí và đặc biệt nó là có hệ thống gọi là tứ quý đấy. Tứ quý là quả chín, quả xanh, rồi là lộc, rồi hoa. Nhất là bây giờ một số nhà vườn chúng ta là nuôi cây này, thứ nhất là chăm sóc rất là tốt. Thứ hai nữa là những cái cành lộc vươn lên, phải nói là cái lộc vươn rất là nhiều người và đặc biệt như tôi là rất thích. Vào những ngày sắp Tết, tại các nhà vườn ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thường tất bật bởi các kiện hàng sau hoa đóng đi cho khách hàng và việc thiếu công lao động thời vụ cũng gây nhiều khó khăn. Thế nhưng năm nay, mọi việc trở nên thuận lợi hơn do nhu cầu lao động thời vụ cho ngày Tết ở Đà Lạt tăng cao. Những năm trước, gia đình ông Bùi Văn Sĩ ở phường 11, thành phố Đà Lạt thấp thỏm, lo lắng do phải tìm thêm từ 7 đến 10 người làm công thời vụ để cắt hoa, nhổ cỏ, đóng hàng Tết. Thế nhưng năm nay, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, điều kiện kinh tế khó khăn nên người làm công đa phần đều ở lại làm Tết, nên ông Sĩ dễ dàng tìm kiếm lao động thời vụ. Còn đối với những người xa quê, Tết là dịp để sum vầy, đoàn tụ cùng gia đình. Thế nhưng do điều kiện gia đình khó khăn, nhu cầu tiêu dùng mỗi năm lại tăng và nhất là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người quyết định năm nay không về quê mà ở lại làm thêm kiếm thêm thu nhập, bởi làm vào dịp Tết, tiền công sẽ cao hơn gấp đôi so với ngày thường. Như vậy, vào thời điểm giáp Tết năm nay, nhà vườn ở Đà Lạt không còn phải chật vật tìm kiếm lao động thời vụ do chủ động được quy trình sản xuất và số lượng nhân công lao động thời vụ dồi dào, nên nhiều nông dân đã an tâm hơn trong sản xuất. Còn đối với những người làm công thời vụ cũng dễ dàng tìm cho mình công việc làm thêm tăng thu nhập khi không về quê đón Tết. Chính sự tương hỗ qua lại này đã góp phần giúp cho chủ vườn và người làm công ổn định hơn trong công việc ngày giáp Tết. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình với những thông tin đáng chú ý khác.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhật báo tiếng Anh xuất bản tại Hồng Kông, Trung Quốc, South China Morning Post đã gợi ý danh sách 7 ngôi làng đẹp nhất thế giới du khách nên ghé thăm sau dịch Covid-19, trong đó có bản Cát Cát, Sapa, Lào Cai của Việt Nam. Trong lời giới thiệu về bản Cát Cát, tờ nhật báo này miêu tả địa điểm có vẻ đẹp ngoạn mục với vẻ đẹp đặc trưng là những ruộng bậc thang chập trùng, căn nhà gỗ giản dị, bánh xe nước giã gạo. Từ trung tâm thị trấn Sapa, du khách di chuyển khoảng 30 phút sẽ đến được bản Cát Cát. Vé vào tham quan bản là 70.000 đồng. Sau dịch bệnh, Sapa cũng là một trong những điểm đến được du khách Việt yêu thích. Thưa quý vị và các bạn, những ngày sát Tết này, nếu như mọi năm, những người đang sinh sống làm việc ở xa quê sẽ tất tả chuẩn bị sắp xếp để trở về quê ăn Tết. Nhưng năm nay, do dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều người đã lựa chọn phương án ai ở đâu, ở yên đó để bảo vệ cho mình và chính những người thân được an toàn trong dịp Tết. Không, dịch cho bạn này thì chắc là thôi... Tết này ăn Tết trên này rồi, không về đâu. Quê ở Hải Dương nên bạn Đỗ Thanh Tùng quyết định Tết này sẽ không về quê ăn Tết mà ở lại thủ đô và chỉ gặp gia đình, vợ con qua điện thoại. Ở Hải Dương thôi thì theo như dịch của nhà nước thì Tết này ở trên em ăn Tết trên đây cùng anh em bạn bè trên này em không về quê nữa. Giờ thì có điện thoại thì em gọi về nói chuyện với gia đình cho nó vui. Chuẩn bị cây quất, lau dọn nhà cửa. Anh Phạm Văn Hiệp năm nay cũng quyết định cùng vợ con đón Tết tại Hà Nội mà không về quê như mọi năm để thực hiện đúng nguyên tắc. Ai ở đâu ở yên đó, đảm bảo an toàn cho những người thân. Vợ chồng em là cứ khoảng 29 hoặc là 30 Tết thì sẽ về quê nội và vào mùng 2 thì sẽ ra quê ngoại. Nhưng năm nay thì chắc là do dịch này thì cũng chưa chắc là đã về quê được như vậy. Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh đang phức tạp, với 11 tỉnh thành có ca nhiễm COVID-19, nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Hà Nội, đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đề nghị người dân hạn chế ra khỏi nhà, nhất là di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là mong muốn của những người đứng đầu chính phủ để người dân có thể đón một cái Tết an toàn. Hàng 100.000 hộ gia đình sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta phải làm bằng được để giữ cho an toàn, cho bà con ăn Tết an toàn. Về quê ăn Tết là mong muốn của mỗi người để có thể đoàn tụ với những người thân yêu sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng trong lúc này, ai đang sinh sống làm việc ở đâu thì nên ở đó cũng là một cách để bảo vệ người thân của mình và chung tay cùng cả cộng đồng phòng chống, hạn chế lây lan dịch bệnh. Cứ gần Tết Nguyên đán, hàng năm, người dân tộc Dao sống tại huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa lại chuẩn bị đồ đạc, vật chất để đón Tết năm. Đây là dịp để các gia đình kính báo thành quả của một năm tăng gia sản xuất với tổ tiên và cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Để chuẩn bị đón Tết, gia đình bà Triệu Thị Quê thôn Thạch An, xã Cẩm Liên, huyện miền núi Cẩm Thủy đã mời tất cả anh em bạn bè quanh vùng đến nhà cùng vui đón Tết. Năm vừa qua, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, gia đình bà Quê đã phát triển kinh tế trang trại cho thu nhập 150 triệu một năm. Cuộc sống gia đình đã ổn định hơn và có của ăn của để. Mời tất cả anh em trong gia đình thôn xóm là đến với gia đình ăn Tết để cho gia đình phấn khởi là làm ăn sang năm mới. Là người dân tộc Dao đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương với thu nhập trên 150 triệu đồng một năm, anh Triệu Quốc Đạt, thôn Thạch An, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy đang chuẩn bị mâm cỗ cúng để báo cáo tổ tiên thành quả mà mình đã có được trong năm qua và mong năm mới sẽ làm ăn suôn sẻ. Trong dịp Tết thì tôi có dự định cùng với anh em họ hàng sẽ đi chúc Tết. Đó là chúc Tết các ông già làng trưởng bản, những người có uy tín. Mỗi năm đồng bào dân tộc Dao ăn 3 cái Tết, đó là rằm tháng 7, Tết Năm Cùng và Tết Thanh Minh. Tết Năm Cùng đã góp phần lưu giữ được rất nhiều nét đặc trưng của đồng bào nơi đây, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Hàng năm đến cuối năm thì đồng bào dân tộc người Dao lại tổ chức ăn Tết Năm Cùng. Và đi ăn Tết Năm Cùng để tổng kết lại một năm làm ăn trong hộ gia đình. Đồng thời là cầu chúc cho một cái năm mới, gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, con cháu học hành tiến bộ và cầu mong cho mưa thuận gió hòa. Tết Nguyên đán năm 2021 đang đến gần. Cùng với đồng bào dân tộc người Dao ở huyện Cẩm Thủy, đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa cũng chuẩn bị để đón một năm mới vui tươi, đầm ấm. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.